các bác. Hôm nay tôi quay giới thiệu đến các bác một mẫu âm ly Sony mã là TA22, tôi bán giá 3 triệu đồng. Đánh một đôi loa nhé, âm ly này. Đánh bass 25 trở xuống vô tư. Trên ly có chỉnh bass chép louder, cân loa, loa trái loa phải. Đường vào âm thanh là Phono AUX Tuner T1 T2. Để cái nước mức này gạt ở đây thì phải để cái này ở giữa, còn T1 T2 thì phải gạt lên xuống, thế thôi. Âm ly còn rất đẹp luôn. Nắp trên xước hoặc chóc sơn là chuyện rất bình thường, bởi vì nó là hàng bãi, muốn đẹp sơn lại thôi. Còn hàng bao zin có đèn full dùng rất hay, rất sang trọng. 3 triệu đồng một mẫu đi cổ Sony sản xuất tại Nhật Bản, số series 328, 100V 65W, đánh bass 25 thừa sức. Nói chung còn rất mới. Cái nắp này tôi chỉ cần sơn lại cái thì nó đẹp xuất sắc này, vì nó màu đen rất dễ, quan trọng không bị sức mẻ hoặc cong cơn, đấy là điều quan trọng. Mở to mời các bác nghe. Để buồn lên ngày tháng nay áo cưới hoa hồng đó anh mới vừa may xong, sao chẳng mặc một lần để em sang nhà chồng. Cửa hàng tôi bán tại tòa V3 chung cư Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Xin chào, hẹn gặp lại.